các bác cô chú anh chị ạ. Dạ, hôm nay xin trình bày các bác cô chú anh chị cây xanh Nam Điền lùn. Mua từ hôm mùng 1 tháng 6 các bạn, nhưng mà hôm nay mới ngày nghỉ mới làm được. Thực ra cũng chẳng có gì là làm. Chậu thì cũng chưa thay được, cái mùa này tôi hạn chế thay chậu. Thay được thì phải che chắn được các bạn. Đấy, trên mái nhà tôi thì nó là hướng tây mà các bạn. Thì buổi chiều nó nắng khốc liệt lắm, nhưng buổi sáng thì nó nắng nhưng mà nó lại nắng ở phía khác, không ảnh hưởng, thì nó vẫn rất là mát. Trên này gió hồ, các nhìn đằng kia nó có cái hồ rất là to, thì nó mát rất là mát, và xung quanh nó cũng không có bị che chắn ấy. Nó rất là mát. Nhưng mà đến tầm chiều, đến tầm giờ cơm xong, mà khoảng độ sau 12 giờ thì khủng khiếp lắm. Lên đây thì có mái cũng không che nổi. Quay trở lại cây này các bác nhé, cây xanh Nam Điền lùn. Cái cây này chắc cao độ hơn 20 phân rồi, hoàn thiện chắc độ 25 phân cùng, chiều rộng nó cũng tầm đấy. Thì hiện tại thì đang là cái khung là đang là chắc khoảng độ 23 x 23. Đấy, mua hôm mùng 1 tháng 6 đây, mặt nào thế hay này, rất là trải, rất là xị, rất là xị. Các bác tưởng tượng cái khẩu độ như này mà nó, tất nhiên nó còn là phôi các bác, nhưng mà để nhìn thấy cái tương lai của nó là rất là sáng, rất là sáng. Đấy, các bác nhìn thấy cái độ chảy xị của nó này. Tất nhiên nó chưa thực sự già, nhưng mà đây, cái cốt cán và cái dáng dấp của nó là có thể luyện đẹp và thành công và có công. Đấy, thì cây này thì tôi chắc chẳng động được vào cái gì, định thay chậu đấy, nhưng vừa nãy trình bày các bác là nắng không nên thay, và đang là thùng xốp mình nuôi phôi thì thôi cứ cho nó yên vị đi. Đấy, xanh Nam Điền. Cái cút này thì người ta cắt chứ tôi không cắt. Đấy, thì nó bây giờ nó cái cây này thì nó thực tế là cắt thì nó sẽ thường mà mình cắt sớm ấy các bác nhé, những cây cút mà cắt sớm mà cắt lúc nó còn non ấy thì thường nó sẽ ra lộc, ra cái mầm non ở sau đấy, chứ ra ở đây nó cũng có nhưng nó sẽ chậm hơn. Đấy, thì thường ở đây nó sẽ tức hơn, nhanh hơn, nó sẽ ra sớm. Thì nhiều khi là mình sẽ phải nuôi lại cái tay này, nhiều khi cái tay này nó lại lên rất là nhanh, còn cái mầm ở đây nó lại rất là lâu. Mình đang cần mầm ở quanh đây đúng không? Đấy, nhưng mà cái này nó lại mọc nhanh hơn, nhiều khi lại phải bỏ ở đây, lấy lại cái này. Hoặc nhiều khi là với một cái sự cầu toàn nào đấy thì anh em thường là, ngay kể cả tôi thường làm như vậy, tức là cái cút, ví dụ tôi nuôi một cái cút này rất ok rồi, thậm chí là nuôi có thể nuôi được ra những mầm ở đây ok, nhưng mà tôi vẫn cắt đi, tôi lấy lại cái nhịp thứ hai. Đấy, thì sau đấy cây nó sẽ có những cảm xúc rất là đẹp riêng, và được cầu kỳ, được cắt chuyển rất là nhiều lần, và không phải là được một cút mà lấy ngay được. Cái cút này khấu đi lấy cái cút đẩy này, nó sẽ rất là, cây nó sẽ rất là quằn quại. Đấy, các bác, nhiều khi các bác thấy là tại sao các ông này ông nuôi một cái cút nó đẹp như này, tự nhiên ông lại cắt đi, ông nuôi lại, thực tế là có ý đồ cả các bác nhé. Tất nhiên là các bác nuôi luôn cũng rất là đẹp, thậm chí là vào dây không cần cắt giật cũng rất là đẹp, nhưng mà mỗi người theo đuổi một phong cách các bác, và tôi tin rằng cái cắt giật này thì nó sẽ bền vững lâu hơn. Đấy, những cái cây vào dây các bác nhé, theo thời gian rất dài sau đấy thì nó ổn định, cái khẩu độ ổn định, cái nó không bị vươn nữa. Tay hình chi răm nó già thì nhìn nó cũng được, nhưng mà đôi khi nó có những cái vết mà nó làm mình cảm thấy nó khó chịu, chứ thực tế là về tổng thể nó cũng rất là đẹp mà lại nhanh được chơi. Thì cơ bản là cái bên này thì tôi có thể cắt ngay cái này được rồi, chẳng có cái gì phải chờ thêm nữa. Cây này cứ làm lúm nhúm này thôi, nó ngắn mà, tay cành này ok rồi, cũng chẳng cần phải nuôi thêm cái này làm gì. Đây nhá, một cái giống bên này, đẩy một cái sang đây, một cái ở đây, thế thôi. Một ba vai nhá, một vai lại có ba cái nhánh, vai lại có ba cái nhánh, và trên ngọn này cũng vậy, trên ngọn xây dựng ra đây, ra đây, ra đằng sau một chút, ra đằng trước một chút. Đấy, thì vẫn là ba vai, và tổng thể nó vẫn rất là ấm bóng cây. Mặt này rất là hay, con này mặt này cũng rất là hay này, nhưng mặt kia nó thuận hơn. Thì cây được hai mặt thì chơi thì tuyệt vời rồi. Đấy. Rồi chỉnh bạch sơ sơ cái này tôi chắc là đụng dao kéo sửa sửa tí xong rồi để các bác ngắm kỹ hơn các bác nhé. Rất là mát, rất là mát mà ngóng ngừa lắm các bác ơi, lâu lắm rồi, mấy hôm rồi nắng như thiêu đốt mà cây không có trận mưa nào. Xin phép các bác là cắt luôn cái tay này thôi, cắt luôn. Đấy, bấm. Cái ngọn này sau thì cần phải xử lý nhiều, chờ to nữa cơ. Chả được động gì khó chịu quá nhỉ. Nuôi một vài cái mầm thở ở đây là nó xị thân ra ngay. Tốc độ bò sẹo rất là tốt, mẫn. Ôi, không lấy được đâu, nắng lắm đấy các bạn. Mặt này đẹp dã man. Thích, nhìn phê. Cây này ngày xưa chắc là một cái thân nó thẳng đứng cao lên này, thì cắt đến đây và đục thoát cái cổ, cái vai này ra, đục miếng này thoát cái vai. Tất nhiên kỹ thuật đục thì có thẩm mỹ nhưng mà chưa đục được chi tiết cho lắm. Nó có cái định hướng rất là tốt nhưng mà thế còn cái miếng đục này thì hơi kém. Miếng đục này chắc của vời rồi. Cái này trước củ vời, vết này thì không phải củ vời đâu, nhìn là biết, nhìn lúc có biết mà các bạn. Đây thì vết này củ vời rồi. Đấy. Ok, cảm ơn các bác nhé. Cây đẹp đây các bác, có tiền thay chậu các anh khác ngay. Tàu cũ khác ngay, chậu khoảng độ 30-20 chữ nhật, tàu cũ.